Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn lại với các bạn về cái máy Leagoo. Đây là một trong cái dòng sản phẩm mình đã hướng dẫn trước đó, nhiều anh em bảo là không chạy được. Hôm nay thử test với anh em lại. Được chưa? Anh em xem đây, đây là cái dòng sản phẩm Leagoo. Được chưa? Đó. Đó, đây là Leagoo. Đây được gọi là một cái trong cái siêu phẩm được chưa của Leagoo. Đó, bên ngoài này các bạn xem này. Ở bên trong này, đây là Leagoo M5 hả ạ? Đây có phải M5 không? Đây, M5 hả ạ? 3G. Đó. Ví dụ như bây giờ bị dính tài khoản, mình sẽ mở lên này. Nhiều anh em bảo là không 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 làm được hay là không test được là sao? Xem qua video làm cách của anh là không làm được thì thế nào? Được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm bị khóa như là trước đó ấy, và bây giờ mình sẽ chạy lại, được chưa? Đó, mình khóa bị như trước đó, sau đó mình sẽ chạy lại, không? Đó, chính xác chưa? Đấy, bây giờ nó không bị khóa nha. Bây giờ mình sẽ điền một cái tài khoản email của mình vào đây này. Đấy, Google Search Play phải không? Đây mình vào Search Play nhá. Giờ chuẩn nhá, vào Search Play nhá. Bây giờ mình sẽ kết không thể đăng nhập được là sao? Nó có tài khoản nhà. Bây giờ mình sẽ sử dụng được. Có sự cố. Trời ơi, không, bây giờ không thể đăng nhập vào Search Play làm sao mình có thể là chạy được đây? Bây giờ mình vào tài khoản này, được chưa? Thêm tài khoản thế nào, tài khoản Google, được chưa? Cái này phải có tài khoản mới được, không là không thể chạy được. À đây có đây. Bây giờ mình sẽ điền một cái tài khoản khác của mình vào đã. Mình điền tài khoản Gmail mình đã có, mình chỉ cần điền tài khoản Gmail vào vào để chạy cho các bạn này. Đó. Rồi. Đấy, mình điền một cái tài khoản địa chỉ email, được chưa? Đó, sao nó bắt nhầm số điện thoại là sao? Để biết nhé. Mình nhớ tháng mấy tạo tài khoản này nữa. Sao nó bắt nhập tài khoản điện thoại thì mình sẽ đăng nhập lại nhá. Đây mình đang đăng nhập thông tin lại này. Lại bắt nhầm số điện thoại, số điện thoại vào vậy. Số điện thoại vào để xác minh tài khoản một cái đó. Còn gửi không? Riêng đăng nhập vào nó là đăng nhập sâu lâu thế nhở? Bình thường nó đăng nhập nhanh lắm. À đây, đến rồi đây. 86 865896 được chưa? Đấy.
Bạn nào không biết thì phải xem video này, được chưa? Nếu mà không biết cách làm ấy, nhiều anh em bảo chưa xem qua video mà làm đã không được, hoặc là xem làm không được, có thể là do nhiều lỗi đó. Nhưng mà xem qua phần mềm, qua cái video này ấy, các bạn cũng phải có cái bản firmware giống như mình. Đấy, mình sẽ để giữa phần description các bản firmware này nhé. Đấy, mình đã đăng nhập vào rồi nhá, thấy chưa? Đấy, đồng bộ các kiểu nhá. Bây giờ mình vào set play cho em. Đấy. Đây, có tài khoản đây luôn rồi nhá, thấy chưa? Có tài khoản luôn đây nhá. Đó. Bình thường anh em đặt lại điện thoại ấy, mà đặt lại điện thoại trực tiếp vào đây ấy, đặt về cài đặt gốc ở đây ấy, mà không xóa được, không xóa cái tài khoản email này ấy, các bạn không vào trong phần tài khoản Google ấy, các bạn không vào đây xóa ấy, xóa tài khoản ở đây ấy, được chưa? Thì các bạn reset luôn, hoặc là các bạn bị mật khẩu màn hình này. Đấy, sau đó các bạn khởi động lại máy, được chưa? Khởi động lại máy, các bạn dùng cái phím cứng này. Đấy, để chạy này, bây giờ mình test thử nhá. Có nhiều trường hợp các bạn đồng bộ như này ấy, nó sẽ không chạy được. Bây giờ mình sẽ thử trong trường hợp này chạy được không. Nếu mà trong trường hợp này tài khoản vô tình nó bị biến mất, mình vẫn hướng dẫn lại cái cách để up ROM cho cái bản, cái máy này, được chưa? Đó, để các bạn hiểu chi tiết hơn. Đấy, đấy, nó đang reset kiểu thế này. Rất là nhiều trường hợp các bạn đang cập nhật ứng dụng nó cũng reset kiểu như này. Đấy. Đó. Được chưa? Đấy, chờ nó chạy lại nhá, nó đang bật lên nhá. Để thực hiện được ở trong này ấy, phải có một cái nữa, đó chính là cái file phần mềm ấy. Hiểu chưa? Đấy, mình cho mở rộng lại bên trong này này, thấy chưa? Ở bên trong này sẽ có một cái file file tool, cái file này gọi là file flat tool đó. Cái file này các bạn down ở dưới phần description của mình luôn. Và cái file bản ROM, cái bản ROM này cũng down ở trên dưới phần description của mình luôn. Đấy, ROM này dành cho các dòng MT6580. Được chưa? Đó. Khi chạy xong ấy thì các bạn chỉ cần nhấn download như này thì nó sẽ kiểu như nó sẽ down cập nhật lại, được chưa? Đó. Còn trường hợp nữa mà các bạn không chạy được ấy, các bạn cứ chạy cho mình cái format on download này. Đấy. Thì nó sẽ xóa hết và cài đặt lại phần mềm, được chưa? Có nghĩa là định dạng hết. Còn update này nó chỉ update những cái phần thành phần lỗi của trong cái máy của bạn, phần mềm ấy, được chưa? Đó. Trong trường hợp này máy của chúng ta đã chạy lên, các bạn thấy chưa? Welcome, chọn là next, bỏ qua, giờ ship. Cái này bắt buộc phải có mạng, không biết hủy mạng đi có được không nhỉ? Trong trường hợp này nó lại không bị nhờ, không bị cũng không sao, mình vẫn hướng dẫn, được chưa? Vẫn hướng dẫn tiếp. Có trường hợp là nó kiểu như là nó 99, mình sẽ chụp địa chỉ pad xem có bị không nhá. Xem có bị cái tài khoản kia không nhá. Có trường hợp là các bạn chưa update ấy, có nghĩa là chưa cài đặt update ấy, nó có thể là nó không bị. Nhưng mà đa số là nó sẽ bị. Đây là chắc chắn là nó không bị rồi. Giờ đấy, nó check update. Đấy, nó không bị, không, nó không bị tài khoản Google. Đấy, trong trường hợp này là nó sẽ không bị tài khoản Google. Nhưng mà nếu mà nó bị ấy, thì các bạn sẽ chỉ việc làm như sau này. Đấy, các bạn theo dõi ở trên cái màn hình này của mình ấy. Ở đây là nó không có tài khoản Google rồi. Các bạn có thể bỏ qua, được chưa? Trong trường hợp mà nó có tài khoản, bây giờ mình sẽ tắt đi này. Đấy, mình sẽ tắt máy, mình kéo xuống tắt máy nhá. Trong trường hợp mà các bạn đã chọn cái file ROM ở trên cái hệ thống máy của mình ấy, các bạn xem này. Khi mà các bạn đã chọn như này rồi ấy, thì công việc của chúng ta cực kỳ đơn giản, được chưa? Các bạn giải nén cái file ROM đó ra. Ví dụ như bây giờ mình có một cái file ROM này,
Đấy, đây là cái file driver đối với Windows 7 ấy và Windows 10 ấy. Bây giờ còn file Flatool này ấy, là cái file Flatool ở đây này, khi bạn chạy ra các bạn chưa có, các bạn nhớ vào trong mục này này. Đấy, mục ngoài, sorry, đây là mục ngoài nhá, mục ở trong mục download luôn nhá. Đấy, sau đó vào đây này. Đấy, như thế này. Sau đó chọn format on, được chưa? Format on download, sau đó các bạn nhấn download, được chưa? Đấy. Nhấn download xong thì cái máy này các bạn sẽ chỉ việc như nào. Các bạn nhấn phím giảm âm lượng, được chưa? Đây, phím giảm âm lượng của máy này ở bên này này. Được chưa? Là phím giảm âm lượng, bấm vào giảm âm lượng, được chưa? Bấm vào giảm âm lượng. Đó. Đây. Bấm vào giảm âm lượng nhá, bấm vào giảm âm lượng, cắm cáp vào máy tính. Được chưa? Vẫn giữ liên tục. Khi nào mà nó có dòng màu chạy xanh xanh ấy, đây là nó là format, bạn thả tay ra thì các bạn nó sẽ không chạy được. Được chưa? Bạn đừng thả tay ra, đừng thả tay ra. Cứ để cho nó chạy, đấy, nó format xong. Đến cái phần download flash như này, các bạn thấy chưa? Download flash ở trên màn hình này này. Thì bây giờ các bạn mới được thả tay ra. Đó, có một số bạn bảo là em chạy format download on cũng không thể chạy được. Có thể là do các bạn thao tác không đúng. Bây giờ khi bạn thao tác đúng rồi này thì nó sẽ chạy. Trong quá trình chạy này ấy, nó sẽ cũng rất là nhanh luôn thôi, được chưa? Đó, đây là cái tốc độ download này, nó sẽ up cái file của hệ thống của bạn. Và nó, đây là con MediaTek, nó USB, đây là nó thông qua cổng công 7, được chưa? Đó. Khi các bạn vào đây, các bạn sẽ thấy đây cái trình điều khiển driver của nó này. Ví dụ như ở đây là các bạn sẽ xem cái cổng port của chúng ta là cái cổng mấy ở giữa này. Đây là cổng MediaTek, nó đang kết nối với cái cổng này này. Cổng này là cổng COM 8 của USB này, thấy chưa? Đó. Nó kết nối kiểu này đó. Nó cũng rất đơn giản luôn thôi. Bây giờ nó sẽ nạp cái file này, toàn bộ những cái file ở trong cái ổ nào. Toàn bộ những cái file ở trong cái ổ này này. Đấy, thấy chưa? À sorry. Đây là file ngoài, đấy, file này cơ. Thấy chưa? Nó sẽ nạp toàn bộ những cái file này. Đấy. File hệ điều hành của nó vào trong cái điện thoại của chúng ta. Cái file system này, file này file nhiều nhất. Đấy, 1.8 1.08 1.8 tầm khoảng 1.8 GB, được chưa? Đó, tầm khoảng 1.8 GB thôi. Đó, quá trình này nó cũng tùy thuộc từng lúc thôi. Nếu mà bạn nào mà làm nó bị lỗi, các bạn sẽ làm lại thôi mọi người. Đó, làm lại. Cái dòng này thì đa số nó rất đơn giản. Đó. Nhưng mà đôi lúc một số trường hợp ấy, nó chạy bị lỗi ấy, được chưa? Có thể là nó đa số bị lỗi, nó cũng thể kết nối được với cái máy, hoặc là nó lỗi ví dụ như các bạn đang một cái số bản bản ROM, hay là bản kiểu như là bản hệ điều hành của những cái máy không chủ của chip MT, cái dòng MediaTek ấy, nó là cũng thuộc cái dòng chip này, nó cũng không thể chạy được. Đó, ví dụ như nó chỉ chạy cho chip MediaTek MT, hoặc là các bạn có những cái file ROM của Qualcomm, các bạn có thể là nó sẽ không chạy được. Đấy, như thế. Cho nên là nó sẽ không chạy được. Còn bình thường các bạn chạy như này mà nó sẽ chạy được à? Đấy, nó sẽ chỉ việc chờ đợi thôi. Đấy, quá trình này nó nhanh không? Đó, nó cũng khá là nhanh mà. Nếu mà trong quá trình chạy mà bị lỗi hay xảy ra thao tác gì ấy, các bạn làm lại thì nó sẽ thành công nhá. Đấy, quá trình này cơ bản là nó như thế này. Đấy, là nó sẽ xóa được cái tài khoản Google. Đấy. Đối với trường hợp mà các bạn chạy download mà không được ấy, các bạn chạy sang format on. Đó, trước đó mình chạy download là nó chạy được à các bạn? Đó, download là chạy được. Ở đây là nó sẽ update những cái file này. Đấy. Có một số trường hợp ấy, download nó có thể là nó vẫn bị dính. Nhưng mà các bạn chạy format on, format on cộng download là chắc chắn là nó xóa hết các bạn ạ. Nó xóa hết luôn. Được chưa? Nó xóa hết luôn. Đấy.
nó mở lên đấy, công đoạn nó chỉ như này thôi mà máy chúng ta sẽ chạy lên, thấy chữ OK đây một cái. Có trường hợp thì các bạn đã thấy OK nhé, bật mãi mà không lên, làm lại làm đi làm lại cũng không lên, có thể là do hên xui dạ, và máy của bạn đã gặp phải những cái vấn đề gì rồi, có thể là ROM không hợp dạ. Mình nhấn nguồn khoảng mấy giây nhá, rút cổng USB ra đó. Tỷ lệ mà chạy ROM xong mà không lên gì ấy thì nó hiếm phải dạ, trừ phi các bạn chạy sai ROM, nó vẫn có thể xảy ra nhưng mà thường chạy sai ROM thì nó mới không chạy được. Hoặc là có trường hợp hên xui chạy xong bản ROM chạy xong thì nó cũng chết máy luôn, thì đó cũng là chuyện bình thường thì nó không boot được. Đấy, cơ bản như này đó. Có những trường hợp như này nhưng mà nó có thể xảy ra rất nhiều lỗi, bởi vì công nghệ mà công nghệ kiểu như này ấy, nó phải có cái độ chính xác cao thì nó mới có thể chạy được, chứ không phải là các bạn kiểu như là các bạn chạy theo những cái bản mềm sẵn ấy, thì bạn có thể sửa chữa được đó. Nhưng mà khi bạn đã làm những cái này ấy, thì nó phải có độ chính xác cao, file nó phải chuẩn, nó code nó phải đúng thì nó mới có chạy được. Các bạn code sai thì nó cũng phải chạy được. Như các bạn đã thấy là những cái môn, ví dụ như khi các bạn làm đáp án, các bạn ví dụ như các bạn đã thấy là những cái công nghệ ấy, kiểu như công nghệ lập trình các kiểu ấy, nó phải có độ chính xác cao phải không ạ? Giống như bài toán của chúng ta cũng thế thôi, các bạn giải từ đầu đến cuối kết quả đúng rồi, nhưng mà đương nhiên các bạn lại chỉnh cái dấu cộng thành dấu trừ ở trong cái bước, vô tình viết nhầm dấu cộng. Bình thường là dấu cộng là mới đúng phải không ạ? Dấu cộng mới đúng, nhưng mà các bạn vô tình viết vào trong cái cách giải là dấu trừ thì hoàn toàn bài viết của chúng ta sẽ sai, đúng thế thôi, nó sẽ không chạy được. Trong cái trường hợp này như thế, cái file của chúng ta nó phải đúng chuẩn 100%. Đó, ở đây có khóa bảo mật vân tay luôn, nó rất là xịn sò. Dạ, vân tay đây này, đấy, chạm vân tay đây. Đó. Đấy, cơ bản nó chạy là thế. Đây là video chia sẻ với anh em để anh em biết cách để xử lý cái này. Đối với những cái trường hợp mà các bạn bị dính cái tài vô tình bị dính cái này, rất là nhiều bạn không nhớ tài khoản Google Jet Play, và cũng do rất là nhiều trường hợp bị mắc phải những cái lỗi tài khoản như này đó. Đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nhá. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye.